Và bây giờ thí sinh đầu tiên. Dạ em tên là Mỹ Ngân. Em tên là Duy Khanh. Đôi nam thanh nữ tú Mỹ Ngân, Duy Khanh cũng là một trong những thí sinh tạo được nhiều ấn tượng trong chương trình Thách Thức Danh Hài mùa 4. Có vẻ ngoài thanh lịch, kịch bản vô cùng tinh tế và thông minh, cặp đôi này cũng giành được khá nhiều lời khen ngợi từ hai vị giám khảo Trấn Thành và Trường Giang. Nhưng mà phải công nhận là cái cô bé này cũng rất là bình tĩnh. Đối với cái bạn nam này cũng cảm nhịp rất là tốt, bạn không thừa từ. Triệt sản. Có lẽ nhiều khán giả cũng dành nhiều hy vọng cho sự trở lại của cặp đôi này vào đêm gala tối nay. Dạ, em chào hai anh. Tôi mê cái đội này nè. Chào anh MC ạ. Chào em. Thanh xuân. Tươi. Hôm bữa được nhiêu tiền ta? 40. Nghiên cứu sinh. Áo dài đẹp á. Vô định triệt sản ông Luật đó. Biết rồi. Đừng lắm. Bữa nay êm không? Dạ, hên xui anh ơi. Chắc thời gian cũng không được nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Anh cười thì chắc êm á. Thì dĩ nhiên rồi, anh thiện cảm em lắm. Chơi. Anh Thành sẽ cười 4 vòng, anh sẽ cười vòng cuối cùng. Thôi đi. Đẹp. Nếu anh Thành cười 4 vòng thì anh sẽ là người cười vòng cuối cùng. À dạ. Đừng tin những gì Giang nó nói. Mấy em bắt đầu luôn nha. Chơi đi em. Rồi. Dạ. Cho anh chuẩn bị đầu cụ á. Em muốn chuẩn bị gì cũng được. Muốn làm gì làm. 60 giây cho hai bạn bắt đầu. Kỳ này tới hai đứa mình rồi. Giống gì? Dạ chồn châu Phi ạ. Biết là chồn châu Phi rồi nhưng mà là giống gì? Giống đực. Tình hình sinh sản như thế nào? Dạ em chưa có kiểm chứng. Kiểm chứng liền. Ủa là em xuống kiểm chứng hả? À, vậy khi nào chị? Ngay bây giờ, bắt riêng nhốt ra đó đợi tôi. Rồi chị tới chị kiểm chứng. Bắt con trộm Harry nhốt vô. Ủa rồi mình có ngồi canh không chị? Em có ngồi canh không? Tôi canh rồi. À, dạ. Con bên này sao chị? Nói cho vui ha. Triệt sản. Ủa sao vậy chị? Mình đang hạn chế giống lùn. Quá bình tĩnh ghê không? Rất là bình tĩnh đó nha. Anh trong đầu anh nghĩ là nếu mà nói câu là bây giờ giống cần phải cao hơn là anh sẽ cười liền á. Sẽ nói là giống lùn nó cũng tương tự là mắc cười, hợp lý. Đó, phải như vậy. Nãy giờ anh bức xúc trong đầu anh quá. Bây giờ anh cười được rồi. Dễ thương. Cứ bình tĩnh nha em. Cứ bình tĩnh đúng vậy rồi. Sao? Một vòng chỉ cần đá đúng một cái là ăn. Bình tĩnh, người ta chưa cười, đừng hoang mang. Không sao hết. Thì đâu sao đâu. Thì đâu sao đâu, biết mà, cô bình tĩnh lắm. Vượt qua vòng đầu tiên, còn 4 vòng nữa. Vẫn là câu chuyện của hai nghiên cứu sinh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Hay quá. Chuẩn bị vô tới nội tạng nè. Khoan để nhỏ lại cái thòng vậy coi. Không cần phải bịt micro, tại tụi em bịt nói tụi anh vẫn nghe. Dạ em sẵn sàng rồi anh. Rồi, 60 giây bắt đầu. Còn trên này, tôi bảo triệt sản đã triệt sản chưa? Dạ em chưa chị ạ. Tại sao vậy? Dạ tại hôm bữa, tại em thấy nó còn khả năng sinh sản cho nên là... Sao cậu biết? Dạ tại hôm bữa thấy hoa hậu Thu Trang đi ngang qua cái nó nhảy tưng 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 vậy chị ạ. Đấy, bạn làm nhục tôi đấy. Ông mặc cái hình ảnh nhảy tưng tưng lên nó buồn cười, nó đúng thì như vậy. Mà hợp lý luôn tại vì nó rất là hợp với hình ảnh của anh Luật. Mỗi lần gặp bà Trang là ông vậy đó. Thì đó. Mà đúng không? Đúng. Mà đúng không? Đúng không? Đúng, tôi gặp vợ luôn là tôi nhảy dữ lắm. Một bạn gặp vợ bạn sao nè? Bạn gặp vợ bạn sao? Hai. Hai. Ừ. Bạn gặp vợ bạn là hai. Hai. À, hai mà lên báo hoài. Mà đúng không? Đừng ai hỏi gì tôi nha, tiếp tục đi.
Bên Trường Giang gặp căng lắm. Giờ sao? Duyên dáng. Dạ. Bàn tiếp. Bàn tiếp, thứ bạn. Thứ bạn. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Rồi. Rồi ha. Dạ. Các bạn vừa vượt qua vòng 2. Bây giờ vào vòng 3 nha. Các bạn có 60 giây. 60 giây. Bắt đầu. Tại hôm qua em thấy hoa hậu Thu Trang đi ngang qua cái nó nhảy tưng tưng lên vậy chị. Cũng còn khả có thể có khả năng sinh sản. Test thử đi. Ủa làm lên em test hả chị? À, chị lên nó chị test. Dạ. Cái gì? Bắt hoa hậu Thu Trang nhốt vô. Gia đình tôi không làm gì có tội với chương trình này. Bắt Harry nhốt vô mà. Hả? Cái này giống như hồi nãy bắt Harry nhốt vô đó. Bắt Harry nhốt vô cái tình huống các bạn nó đẩy không có tới. Dạ, cái tình huống này lại đẩy tới. Tại vì vừa rồi đã chứng minh là bà Thu Trang đi qua là ông nội này tưng tưng. Đúng. Thì bây giờ bạn này không được, cô này không được đúng không? Đang rất là căng thẳng. Thì bạn này vừa hỏi hai lần sai đáp án mà cái bạn này bạn diễn rất là đúng tâm lý. Cái bạn này thì hiểu rồi, bắt bà Thu Trang nhốt vô. Hợp lý, hình ảnh nó vui mà. Mà tôi thấy gia đình tôi đâu có tội tình gì đâu mà sao bắt vợ tôi vậy? Tham gia chương trình này đã là có lỗi rồi. Mà sao bắt bà lão công nhốt chung với anh Thành nha. Bỏ bà Thu Trang vô chứ ông Luật ông làm bung cái lòng luôn á thiệt. Ba dòng rồi đó. Dạ. Hợp lý, rất là thông minh. Anh rất là thích cái cách diễn của tụi em. Tại vì tụi em, cái bạn nam này cũng rất là giỏi. Bạn không có tài lanh tài khôn. Cái vai này mà diễn tài lanh tài khôn là thua ngay. Tại vì bạn diễn rất là khiêm tốn. Sợ bà này. Sợ bà này. Thì anh mới tin. Để rõ ràng cái tâm lý đúng là phải sợ cái cô này. Tại cô này cô cao hơn, chức cô cao hơn anh này. Còn cái cô này là gì cũng rất là đàng hoàng. Mỗi lần anh này nói sai là không cần phải làm gì nhiều chứ không. Đơn giản nhưng mà người ta tin là tụi em cái tâm lý đó là đúng là như vậy. Nên cái anh này mới tìm được cái cách nhốt vào Thu Trang vô. Tụi em diễn rất là tỉ mỉ luôn. Anh thích cái điều đó. Rồi, tới vòng thứ tư. Dạ, bàn tiếp nha anh. Bàn đi. Bàn kỹ nha. Kiếm người nhốt nha. Vợ chồng tôi một chuồng rồi đó. Sẵn sàng rồi anh ơi. Các bạn vừa mới vượt qua vòng thứ 3 và bước vào vòng thứ 4. Sáu mươi giây bắt đầu. À, bắt hoa hậu Thu Trang nhốt vô. Ủa mà chị ơi, mình có cần ngồi canh không chị? Kêu bên lưu trữ qua quay phim làm tài liệu. Bốn máy là quay cái được đủ không chị? Ừ, nhớ full HD. Dạ. Có tắm gội thường xuyên không vậy? Dạ có, một tháng tắm một lần lận. Tắm nhiều cho nên rụng tóc đó, khỏi tắm. Dạ. Chị ơi, rồi khỏi tắm thì nó có mọc tóc lại không chị? Hay là mình phải đi cấy tóc cho nó? Tôi nghĩ là không cần đâu, vì loài này rất là dễ rụng lông. Mà đúng luôn, không dễ rụng lông sao ra cái đầu đó được. Ôi, thiệt sự là tụi em chỉ mới tới cái chỗ là full HD thôi là tụi em hết rồi bí rồi. Còn nguyên cái đoạn sau là tụi em phải tự nghĩ mới tự ứng biến từ nãy giờ. Trời ơi trời, cứng vậy, giỏi. Hai đứa tụi em rất là nhạy bén và quan trọng là cái partner, có nghĩa là cái sự phối hợp đồng đội của tụi em rất là tốt. Tụi em có cái teamwork cực kỳ cao, cái tinh thần của tụi em cực kỳ cao. Đứa này nhường lời đứa kia không có giành. Hai đứa đều bình tĩnh, không có quýnh quán. Rất giỏi luôn, tụi em rất giỏi luôn. Cảm ơn anh ạ.
và vượt qua vòng thứ tư. Bốn vòng này như anh nói đúng không, tâm lý phải thoải mái để tụi em có khả năng đi được nhiều vòng. Riêng vòng này là vòng quyết định, dĩ nhiên anh Thành phải cân nhắc với nụ cười của mình khắc khe hơn đúng không, đồng ý không? Hợp lý mà, tại vì nó tới 150 triệu mà. Nhưng các em yên tâm, hồi nãy anh Giang hứa rồi, tới vòng thứ năm nếu vui anh Giang sẽ cười liền, nhớ không? Đó, nếu vui nha. Làm ơn bàn tiếp tỉnh táo nhẹ nhàng y như vậy. Và tôi xin thông báo là tôi đã hết hạn sử dụng rồi đó, rồi tóc tai rồi vợ con tôi bắt vô đây hết rồi đó nha. Rồi đến vòng thứ năm nha, các bạn có 60 giây. 60 giây bắt đầu. Báo cáo cho tôi trường hợp này. Hôm qua tôi kêu bắt con chồng Harry bỏ vào, kết quả như thế nào rồi? Trời trời, mới hôm qua làm sao em biết kết quả liền được chị? Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa mua que gì cho nó thử thì mới biết được chứ. Được rồi, nếu nửa tháng nữa không có kết quả thì bắt chồng Harry thảy vào chuồng này. Ủa sao hôm qua chị nói là hạn chế giống lùn? Nhiều khi lùn mà mạnh. Nếu cũng không có thấy kết quả luôn giờ sao chị? Tập thể như vậy mà không có kết quả, triệt sản hết cho tôi. Dạ. Ủa rồi triệt sản rồi giống chồn nó còn đâu nữa chị? Vẫn còn, chồn chưa rụng lông. À dạ. Hết giờ rồi, thật là tiếc cho hai bạn. Căng nhà, cũng hơi căng nhà đúng không? Biết sao không cười không? Chồng Harry mà quăng qua chuồng này là người ta bực, sao người ta cười được? Đúng không? Bực chứ. Gì đâu bực. À, nhưng mà đúng là hơi khó cho tụi em. Cái tình huống nó tới đó là tới đó thôi, nó không có phát triển ra được thêm nhiều. Hơi uổng. Đúng là hơi uổng. Anh vẫn thích cách diễn của tụi em. Rất là bình tĩnh, thông minh, nhẹ nhàng. Cảm ơn tụi em đã đến với chương trình Thách Thức Danh Hài năm nay. Và hy vọng là tụi em sẽ, như em gái nói đúng không, em chứng minh cho gia đình em thấy là em hoàn toàn có khả năng trong vấn đề diễn xuất. Và cả bạn trai cũng vậy. Cả hai người rất là bình tĩnh, hợp lý nha. Hy vọng tụi em là sẽ là, anh hy vọng tụi em sẽ là những diễn viên trẻ tương lai đầy tài năng. Chúc tụi em thành công.